grow old and our hormones go down slowly and slowly. Cùng với tuổi tác thì cơ thể của chúng ta mất dần đi một lượng hóc môn nhất định, và điều này xuất hiện ở cả nam và nữ. Khi mà cơ thể của chúng ta mất dần hóc môn như vậy thì nó sẽ rơi vào tình trạng mất cân bằng hóc môn, và biểu hiện là có những biểu hiện sau đây. And we develop some symptoms both not only in women, in men also have a problem with the hormone imbalance, which is estrogen and testosterone. Và đây là những biểu hiện ở cả nam và nữ chứ không riêng gì nữ giới. So this hormone imbalance causes easy fatigue, less of energy, anxiety, irritability and poor concentration. Thì mọi người có thể quan sát và mọi người có thể thấy là đôi khi trong cuộc sống của chúng ta không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng mà cứ lớn tuổi dần đôi khi chúng ta cảm thấy mình dễ cáu kỉnh, cáu gắt lên, có thể thì mệt mỏi cả rồi mà nhiều lúc là không hiểu nguyên nhân, cũng như là những cái tâm trạng lo lắng mà không có hình dung ra được là lo lắng là gì. We feel when we grow high cholesterol, bones become weak, osteoporosis, decrease the sexual desire, weight gain in spite of physical exercise and diet, some depression, and for women is a night sweat and hot flushes. Và một số biểu hiện rõ rệt hơn đó là việc suy giảm trí nhớ, lượng cholesterol cao và quá trình tăng cân dễ dàng hơn so với thời lúc mình còn trẻ. Bên cạnh đó là giảm ham muốn tình dục ở cả nam và nữ, và tâm trạng thường hay bị chán nản, đặc biệt là nữ giới thì thay đổi hôn hơi và bất hỏa về đêm. So why we need the bioidentical hormone replacement? Because our body is being created to function in an environment of balanced hormone. Tại sao chúng ta lại phải còn hormone mà là hormone sinh học đồng nhất? Vì hormone sinh học đồng nhất này sẽ tạo ra cho cơ thể của chúng ta được một môi trường cân bằng. Trong gia đình á, mình lúc nào mình cũng được dễ chịu chứ không có chuyện lúc trước nữa. Thì các bạn đã nhìn thấy một khách hàng của anh Cát ở tham gia cái liệu trình cân bằng nội tiết tố. Và như chị Trang có chia sẻ với chúng ta thì trước đây thì chị là những người rất là dễ bị sốt, cau có và bực bội, cũng như là nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chị. Và sau khi tham gia chương trình này, và chị cũng đang tham gia chương trình này, thì cái kết quả mà chị Trang nhận được đó là trở lại dễ chịu hơn. Vâng, và tôi cũng hiểu biết thêm một chút là vì là tất cả những cái gì đó từ bên ngoài của chúng ta quyết định. Và trong sau một thời gian chúng ta sống thì cái sự xây dựng của các tỷ lệ nội tiết nó có thay đổi, thì điều đó nó dẫn đến cái sự gọi là bất bình thường ở mỗi chúng ta, và các bác sĩ giúp chúng ta luôn lại trở lại cân bằng. Đó, chị Trang ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Trang rất là nhiều đã đến đây và chia sẻ với hội nghị hội thảo về những gì mà chị đã trải qua. Một lần nữa xin cảm ơn chị Diễm Trang.